Và các bạn nhỏ đang vui chơi ở khu vực khác ơi, hãy nhanh chân tập trung về khu vực sân khấu để chúng ta cùng bắt đầu chương trình tiếp theo cùng với cô nhé. Con theo, con đi theo cho chú nha. Con đi theo cô chú. Tham gia hội. Đây. Con mẹ ôm con giữ. Nha. Đi, đi đi. Đi nhanh chạy lại quay anh chị nữa. Đi đây, đi đây. Rồi được, được. Cứ đi đi. Đó chụp nó đó. Đấy mà đang quay mà. Chỗ cái cầu trượt ra nó trượt được không? À thôi đi đi đi. Đi. Kính thưa quý phụ huynh và các bé thân mến, ngay bây giờ tại khu vực sân khấu sẽ diễn ra chương trình Tiny Dancing dành tặng cho tất cả các bạn nhỏ đang vui chơi tại Tiny World. Các bạn nhỏ ơi, trong chương trình đi nữa hãy nhanh chân lên đường nào, tập trung về khu vực sân khấu để chúng ta cùng bắt đầu chương trình tiếp theo nhé. Các con ơi, chúng ta cùng đặt tay lên tay của bạn bên cạnh để cùng giãn hàng ra giúp cho cô nào. Chương trình ngày hôm nay là hai bạn nhỏ siêu anh hùng nữa.
có thể anh Hùng có thể xuất hiện cùng đếm được từ 3 đến 1 và mua các bạn. Anh Hùng ơi, ra đây chơi cùng với cô nha. Nhưng mà các bạn nhỏ ơi, trước khi bắt đầu chương trình, hãy cho cô thấy sự sẵn sàng của các con nào. Các con đã sẵn sàng bắt đầu chương trình chưa? Sẵn sàng mà hô nhỏ vậy ta, đã sẵn sàng chưa? Và hôm nay cô và cô ấy mới đến đây mang cho các bạn nhỏ đó chính là chương trình Tini Dancing. Tại Tini Dancing sẽ giúp cho các con rèn luyện sức khỏe, phát triển chiều cao và chống béo phì nữa, cùng với những bài nhảy vô cùng sôi động. Nhưng mà hôm nay đến đây, cô và cô Ánh My còn mang đến cho các bạn nhỏ đó, tìm hiểu đó là hai bạn nhỏ đến từ biệt đội Siêu Anh Hùng nữa. Và các con ơi, để cùng biết hai bạn nhỏ đó là ai thì các con hãy cùng cô đến từ 3 đến 1 và hô thật là lớn. Nào các bạn Siêu Anh Hùng ơi, ra đây chơi để cùng chào đón hai bạn Siêu Anh Hùng nhé. Các con đã nghe rõ chưa nào? Đã nghe rõ chưa? Bắt đầu cùng cô đếm ngược nào. 3, 2, 1. Các bạn nhỏ Siêu Anh Hùng ơi, ra đây chơi, xin mời hai bạn nhỏ Siêu Anh Hùng. Các con ơi, chúng ta hãy cùng hai vai đọc tay cùng với hai bạn nhỏ Siêu Anh Hùng nào. Vậy tay chào hai bạn nào. Hello, xin chào hai bạn nhỏ Siêu Anh Hùng. Cô Ái My ơi, hãy giúp cô giới thiệu hai bạn nhỏ Siêu Anh Hùng cho các bạn của chúng ta biết nào. Chân của bạn ấy là màu vàng, bạn ấy rất là thích vẽ. Còn bên tay phải của cô đó chính là bạn Tera, là bạn nữ duy nhất trong biệt đội Siêu Anh Hùng. Các bạn nhỏ hãy cho hai bạn Siêu Anh Hùng một tràng vỗ tay nhé. Baby K Tera ơi, hai bạn thấy hôm nay các bạn nhỏ của chúng ta có dễ thương không nào? Nếu mà dễ thương thì không biết hôm nay Baby K và Tera đến đây mang cho các bạn nhỏ bao nhiêu bài nhảy vậy ta? Con này. Bika nói 2 bài, Tina cũng nói 2 bài luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với bài nhảy đầu tiên được mang tên là cho con đi chơi. Nhưng mà để bắt đầu bài nhảy đầu tiên thì các con hãy cùng cô đếm ngược từ 3 đến 1 và hô Tini thật là lớn để âm nhạc được cất lên nha. Các bạn nhỏ ơi, các con ăn tối chưa mà hô yếu xìu vậy? Các bạn nhỏ ơi, cùng cô đếm ngược từ 3 đến 1 nào. Bắt đầu. 3, 2, 1. Tini. Ê, vỗ tay coi. Khói lắm nè. Rồi nhảy nào. Ở trong nhà khách vỏ. Con thích sự thoải mái chất mùa. Nhưng mà cho thì bị nhắc nhở. Con thích sự thoải mái chất mùa. Nhưng mà trong nhà không có. Con thích tự chơi game. Nhưng mà bố mẹ quá khó. Rồi, con nhà cho nó xem đi rồi. Con mang cái cái sơ mấy cái kỳ. Nhà con có bao đặc biệt đấy. Hôm nay là ngày nè. Con sơ mấy cái kỳ mà dịch kỳ đẻ. Bắt sân sau năm ngày đông thu xuân hè. Con nói đến bao điều. Cứ từ sau này
nhảy đầu tiên rồi. Cô thấy các bạn nhỏ nhảy rất là đẹp luôn. Tự cho chúng ta một tràng vỗ tay thật là lớn nào. Nhưng mà cô thấy các con nhảy chưa có sức mình, nhảy chưa được cao lắm, động tác chưa được chắc lắm, chưa được đẹp lắm. Nên là bây giờ bài nhảy thứ hai, các con phải nhảy thật là mạnh, nhảy thật là cao chân để chúng ta cùng thực hiện bài nhảy cuối cùng thật là tốt nha. Và để âm nhạc được cất lên thì các bạn nhỏ nào nhớ chúng ta phải làm gì không ta? Nếu mà chưa nhớ thì bây giờ cô sẽ ước mấy nát. Đó chính là bây giờ các con phải hô đếm ngược từ 3 đến 1 và nhảy thật cao, hô thật là lớn là yeah, để chúng ta cùng đến với bài nhảy cuối cùng nha. Sẵn sàng chưa nào? Cùng cô đếm ngược từ 3 đến 1 nào. Bắt đầu. Các con ơi, chúng ta nhảy hết 200% năng lượng trong cơ thể mình luôn nha. Rồi vỗ tay nào. Rồi nhảy xem nào. Thành hai hàng ngang thật là ngay ngắn nha.